bác, anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay Cường Den episode sẽ gì mà gắn một cái tấm bảng mới làm á, mình sẽ đốn một cây xanh. Nó đang mát quá trời luôn mà muốn mở cái mặt tiền cho nó sáng sủa mà. Nó phải hy sinh mình đốn cây xanh đó bạn. Đó. Phải đốn bỏ thôi. Đây. Cho anh này ở hàng xóm lại đốn về trăm củi. Cây xanh này hồi đó người ta mua mấy chục tỷ á. Ủa? Mấy chục triệu á, giờ mua về cho về đốn, đốn về đốn củi. Hồi đó có giá lắm mà không có bán. Giờ bị mất giá, giờ đốn chục củi chơi vậy đó. Hả, giờ đốn củi chơi thôi. Chơi sang mà. Khu vực này anh này ảnh chuyên gia đúng cây nữa bạn, các bạn có cây cho ảnh là ảnh đúng. Cây này cũng mười mấy năm rồi đó. Giờ anh lên anh tỉa ba cái nhánh trước. Dưới ở đây gần đường dây điện nè. Tỉa bỏ luôn cái này đi, uổng uổng thì bỏ đi chứ nó cũng nguy hiểm quá. Sáng thủ mặt tiền luôn. Mặt tiền đủ lắm. Đó, nguyên bộ gãy rồi. Bộ gãy dữ dằn. Chơi bonsai bộ gãy rồi dữ lắm. Thì để cây mà muốn sáng sủa thì bỏ cây hai cái chọn một cái thôi. Mình gắn cái bảng số nhà ngay đây kế còn là dướng cái này. Phải dùng này. Cái này cái cưa máy các bạn. Cái này nó xài dầu nha. Ủa này xài dầu hay xài xăng anh? Xăng hả? Máy này xài xăng nha. Ừ. Cây. Cây chỗ cây. Đó. Đó. Cây chắc là này chở thôi. Thôi. Cái này mới rất nhánh chóng liền các bạn. Sáng liền luôn
ăn này rẻ mà cưa tay ra. Cưa tay anh đợi đúng đi. Đó. Đó. À, hạ cái cây già bá này có hai người nha các bạn, nhưng mà khán giả đông lắm. À, khán giả nè. Hàng này để lấy sức coi ta chặt cây xanh thôi. Anh hai ơi, là anh hai ơi. Cắn với ớt dữ lắm. Anh hai ơi. Cắn ớt dữ lắm nè. Anh hai ơi. Anh hai. Tối ngày nào cũng đi ăn ớt với mấy bạn. Hai người làm, hai người chắc thôi. Còn nhiệm vụ của mình là quay phim cho các bạn coi thôi nha. Ngồi đây quay phim thôi. Ăn từ từ thôi. Cây này đó bà mua 30 triệu một cây mà cách đây 10 năm. Giờ bỏ không ai thèm nữa mà. Còn đây một cây nữa nè. Đó. Cây đốn trước một cây rồi. Thì gắn thấy đống này sợ hết hồn, kéo giục máy hết hồn không bạn. Trời ơi, mở máy từ nào thì chưa nghe máy cưa cưa bắt đầu ra quay tiếp. Yeah.
mỡ dính dây điện nè, u dính nó tẻ ra. Trời ơi, ta đang cắt cây mà cũng quay phim nữa. Đang cắt cây mà cũng quay phim nữa. Ghê không? Nước mãi được rồi. Vô rút cái đầu kia ra, rút cái dây ra, rút cái đầu.
giờ đốt đốt đi, đốt đi để ra cho đây nó lại, cho đi chút nó lại. Đốt cái đầu đi, đốt trăm hai cộng, cái cộng nào nè. Thank you.
xăng rồi. Nó đầy chắc 2 xị á, mà để chạy xưa nãy giờ là hết 2 xị á. Yeah. Rồi nó quẹt gì à? Nó quỳ. Gì nó không nổ không? Từ từ sẽ có, hai nó hết xăng là giật không nổ đâu. Thôi mệt. Mệt rồi. Không được chứ. Xe chở củi nữa các bạn coi. Đó. Xe xe đổ quá. Trời ơi, dài. Ở trước một chiếc các bạn, còn nóng à. Bớt dài đây. Tiếp. Đó, buổi trưa tới chiều. Xong cái này mai tính tiếp. Mai cắt tiếp hả? Ừ. Rồi giờ nghỉ mệt thôi. Về. Về Tết rồi nghỉ mà. Tết chắc về rồi. Đó, cố gắng các bạn. Nhìn sáng sủa liền mà biết nắng luôn. Nắng là phải nắng thôi chứ giờ không có bóng cây phải nắng. Đúng rồi. Mà muốn sáng sủa phải nắng. Vừa mà muốn sáng sủa mà vừa mát nữa chắc không được rồi. Đó, đó. Mới chế lại hai đèn nè, hai đèn chế mỗi bên cây luôn. Để cho nó giữ. Mọi video này mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha các bạn.